hàng ngày phải chạy ăn 3 bữa. Vậy số tiền đó từ đâu mà ra? Là do ông ấy đã gặp lại được ông nội quá cố. Ông nội giờ là một hồn ma không thể siêu thoát bởi vì ông ấy có một mối thù sâu nặng. Chính vì vậy, ông ta và đứa cháu đã có một thỏa thuận. Ông sẽ giúp đứa cháu có thật nhiều tiền, bù lại, cháu nội phải giúp ông trả mối thù sâu đậm cho ông. Việc làm ở khách sạn không được suôn sẻ, cá độ với đồng nghiệp cũng thua mất mấy trăm đồng. Đúng lúc đang cãi nhau thì một ông khách xuất hiện và báo ông ta đã bị lừa bởi một cô gái. Cô gái đó là do ông ta dẫn vào trong đây để mua vui. Nhưng không ngờ rằng cô ta đã lén trốn ra ngoài và lái chiếc xe của ông đi mất. Mọi trách nhiệm đổ lên đầu anh ta, quản lý không chịu nói lý lẽ mà trách phạt anh ta. Sau khi kêu gọi vốn thất bại, anh ta đến xỉa sói chỉ rủa ông nội đang trên bàn thờ. Nghiệp quật không chừa một ai, ông nội hiển linh khiến người đàn ông quỳ trước bàn thờ thâu đâu suốt sáng. Người cha thấy con trai biết ăn năn hối lỗi, liền móc ra vài ngàn đồng để tiêu xài qua ngày. Người đàn ông lái chiếc xe đến bên bến cảng, lặp lại những hành động y hệt cô ta lúc trước. Đám ma cô tin tưởng nên đồng ý giao dịch với anh ta. Nhưng tiền chưa kịp cầm trên tay, người đàn ông bị mất xe đã mò đến nơi, không còn đường lui. Họ đành phải đánh nhau một trận thừa sống thiếu chết. Cuối cùng, bạn của anh ta bị bắt làm con tin. Ông trùm đe dọa, nếu không mang tiền chuộc trong 3 ngày tới, thì anh hãy chuẩn bị tinh thần nhận xác. Ông ấy bị vấp phải vũng bùn và toàn thân đều bị vấy bẩn. Tuy nhiên, cảnh sát không tin hắn là ma, đang định lấy súng bắn thì từ phía sau xuất hiện một ông lão bay lơ lửng trên không. Họ bị dọa một trận, chạy không kịp thở. Người đàn ông nhìn thấy tên trên ngôi mộ, thì ra đây là mộ của ông nội anh ta. Bất lực buông vài câu nguyền rủa, không ngờ lại bị ông trời trừng phạt. Ngày hôm sau, hai ông cháu xuất hiện tại một sòng bạc, có ông nội hỗ trợ. Quả nhiên A Bảo đánh đâu chúng đó, gom về rất nhiều tiền. Nhưng như vậy là không đủ số tiền có thể chuộc bạn của anh ta ra. Ông nội nói rằng ông ta sẽ tiếp tục giúp đỡ với điều kiện anh phải giúp ông hạ cục một đối thủ. Tiền che mắt, A Bảo đã nhanh chóng đồng ý. A Bảo cùng ông nội nhanh chóng mang tiền đến cứu thanh niên đang bị đám giang hồ bắt giữ. Tuy nhiên trong lúc giao dịch, anh ta lại đổi ý, chấp nhận giao chiến với chúng. Cũng chỉ vì ông nội đã nhập hồn vào xác của A Bảo nên anh ta mới có siêu năng lực 1:10. Nói là có siêu năng lực nhưng bị đánh trúng thì cũng phê lắm chứ chẳng đùa. Cảm thấy đánh không lại, chúng lấy súng ra để chơi A Bảo. Nhưng A Bảo nào đâu có sợ, phản đam lại trong chốc lát khiến đội hình đám giang hồ chạy có cờ. Đứa cháu lại mất dạy thuê thầy Pháp về nhằm cầu siêu cho ông nội. Tuy nhiên tà khí của ông quá mạnh vì chuyện dương chưa dứt. Chỉ khi giúp ông ấy trả thù, linh hồn ông mới có thể siêu thoát. Cũng may cha của A Bảo về nhà kịp lúc và ngăn chặn hành động đốt nhà của ông thầy Pháp. Tất cả cũng là do tên lái xe đã phản bội ông ấy. Thừa lúc ông ta đi tiểu, hắn xin lòng tham muốn chiếm luôn 2 thùng vàng. Định ám sát ông chủ nhưng cũng may, ông ấy đã phát hiện ra kịp thời. Mặc dù ông ấy đã cố sức chống chọi nhưng cũng không thể tránh được viên đạn mà tên lái xe đã bắn lén. Uổng công ông ta đã xem hắn như người thân. Hắn lại giết ông một cách dã man. Ông ấy dùng pháp thuật đánh bay hồn phách ông nội ra khỏi người A Bảo. Sau đó hai bên bắt đầu lao vào hỗn chiến. Vì cô gái nói chuyện thân thiết với anh ta nên cũng bị vạ lây. Không còn siêu năng lực, A Bảo bị đánh cho sấp mặt. Lúc này, tên cháu nội của kẻ thù mới lộ rõ nguyên hình. Hắn nhờ họ giết chết ông nội để hắn có thể hưởng gia sản. Bất ngờ bên đó nội bộ lục đục, sau khi giằng co, tên sát nhân cũng bị chính cháu nội của hắn hại chết. Vong hồn của ông nội cuối cùng cũng được siêu thoát.